nên nhìn cuộc đảo chính ở Venezuela bằng thái độ nào? Mới đây, ông Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập kiêm chủ tịch quốc hội mới đắc cử của Venezuela, đã phát động biểu tình để lật đổ chính phủ hiện tại của nước này. Dù tình hình chưa ngã ngũ, Mỹ đã công nhận Guaido là tổng thống mới của Venezuela, đồng thời mô tả những diễn biến ở Venezuela như một cuộc cách mạng để thiết lập dân chủ. Vì chính phủ hiện tại của Venezuela cũng theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, giới chống đối đang lợi dụng sự kiện để công kích đường lối này, đồng thời động viên nhau rằng cách mạng đường phố ở Việt Nam cũng sẽ thành công nhờ quy luật tất yếu, sự tham gia của giới trẻ và sự ủng hộ của Mỹ. Xung đột ở Venezuela là hậu quả của một quá trình dài 20 năm. Sau khi đắc cử Tổng thống Venezuela vào năm 1999, cựu sĩ quan Hugo Chavez đã xây dựng một chính phủ cánh tả, trong đó quân đội giữ vai trò quan trọng và tiến hành nhiều cải cách theo hướng xã hội chủ nghĩa để bảo vệ lợi ích của nhóm người có thu nhập thấp. Cụ thể, ông đã quốc hữu hóa một số lĩnh vực, áp dụng chính sách kiểm soát giá nhu yếu phẩm và cung cấp nhiều phúc lợi trong lĩnh vực giáo dục, y tế cho người dân. Những cải cách này mang đến cơ hội đổi đời cho một lượng lớn người nghèo ở Venezuela, khiến họ trở thành một nhóm cử tri trung thành và tiếp tục bỏ phiếu cho Chavez là người kế nhiệm là Maduro trong các cuộc bầu cử từ đó cho đến năm 2018. Tuy nhiên, chúng cũng có mặt trái là khiến các cơ sở sản xuất ở Venezuela kém phát triển và khiến Mỹ cấm vận Venezuela, dẫn đến việc nền kinh tế nước này ngày càng lệ thuộc vào xuất khẩu dầu lửa. Trước khi Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013, ông chọn người kế vị là Bộ trưởng Ngoại giao Nicolás Maduro, người vốn là tài xế xe buýt và đi lên từ phong trào công đoàn. Để có quyền lãnh đạo quân đội như ông Hugo Chavez, Maduro trao cho quân đội các chức vụ quan trọng trong chính phủ, cung cấp các hợp đồng dịch vụ khai thác dầu mỏ cho các công ty liên kết với quân đội. Năm 2014, giá dầu giảm mạnh khiến kinh tế Venezuela bị suy sụp. Để có khả năng trả nợ và trả lương cho tầng lớp nghèo nhằm giữ lá phiếu của họ, chính phủ Maduro in thêm tiền, khiến lạm phát tăng phi mã. Báo chí cho biết, vào cuối năm 2018, giá cả ở Venezuela cứ 19 ngày lại tăng gấp đôi, và một tháng lương mãi mới mua được một cái bánh mì kẹp thịt. Cuộc khủng hoảng này khiến 3 triệu người Venezuela, tương đương với 10% dân số, bỏ trốn sang nước ngoài tính từ năm 2014 đến hiện tại. Các diễn biến đó khiến phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015 và tổ chức các phong trào biểu tình lớn từ đó đến nay. Để đối phó, vào năm 2017, Maduro thành lập một cơ quan riêng nắm quyền lực lập pháp, quản thúc tại gia lãnh tụ đối lập Leopoldo López và truy tố người kế vị López là Freddy Guevara vì tội kích động bạo lực, khiến ông này phải chạy vào sứ quán Chile. Những diễn biến này khiến Juan Guaido, một kỹ sư sinh năm 1983 và từng cùng López thành lập Đảng Ý chí Nhân dân vào năm 2009, được đưa lên làm lãnh đạo phe đối lập và chủ tịch quốc hội từ đầu tháng 1 năm nay, dù trước đó ít được biết đến. Sau khi nhậm chức, Guaido phát động biểu tình, kêu gọi lật đổ Maduro và tự xưng là Tổng thống Venezuela. Ngày 23 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột công nhận Guaido là Tổng thống mới của Venezuela, dù ông Maduro vẫn đang nắm giữ các lực lượng vũ trang và có sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri truyền thống. Ngay sau đó, EU, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay và Peru cũng tỏ ý định ủng hộ Guaido một cách chính thức hoặc không chính thức, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Mexico tuyên bố ủng hộ ông Maduro. Trung Quốc cũng phản đối nước ngoài can thiệp vào Venezuela. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên đối thoại, tránh leo thang xung đột. Trong quá khứ, Việt Nam từng nhiều lần khẳng định quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Venezuela trên nền tảng ý thức hệ chung. Chẳng hạn hồi tháng 10 năm 2018, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela. Tin tưởng những sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Tổng thống Nicolás Maduro, nhân dân Venezuela sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước, thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez. Do đó, trong tuần qua, nhiều tổ chức,
cá nhân chống đối đã viện dẫn các diễn biến ở Venezuela để công kích đường lối xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Họ cũng nói rằng, qua vụ việc này có thể thấy, các chính thể không theo mô hình dân chủ tư sản tất yếu sẽ bị lật đổ, và chính thể của Việt Nam cũng nằm trong số đó. Nguyễn Viện viết rằng, một Juan Guaido trẻ trung, can đảm sẽ gợi cảm hứng cho tuổi trẻ Việt Nam, trong khi luật khoa tạp chí có hai bài về Guaido và đảng của ông này. Một số cá nhân chống đối viết rằng, người Venezuela đã sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đổ máu để có được một phong trào dân chủ như hiện nay, nên người Việt Nam cũng cần làm tương tự. Hiện nay, phong trào dân chủ ở Việt Nam đang rơi vào tình trạng eo uột do luật an ninh mạng được ban hành, trong lúc nhiều đợt biểu tình, tổ chức và tụ điểm của họ lần lượt bị triệt phá. Vì vậy, cuộc biểu tình đảo chính ở Venezuela cùng các động thái của Mỹ trong vụ việc đã đem đến cho họ một nguồn động viên lớn lao. Tuy nhiên, có ít nhất 3 lý do khiến họ không nên hy vọng quá nhiều vào biến cố này. Thứ nhất, diễn biến ở Venezuela không phải là bằng chứng chống chủ nghĩa xã hội như họ tuyên truyền, bởi đảng ý chí nhân dân của ông Guaido vốn là một thành viên của Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa, một hiệp hội của 145 đảng dân chủ xã hội chủ nghĩa và lao động trên thế giới. Thứ hai, mô hình chính trị, kinh tế ở Venezuela có nhiều điểm khác Việt Nam. Họ tiến hành kiểm soát giá cả, trong khi nhà nước Việt Nam chỉ điều tiết giá cả. Họ áp dụng mô hình tổng thống và đa đảng, trong khi Việt Nam chỉ có một đảng và không bầu tổng thống. Họ đặt quân đội vào trung tâm của nền chính trị, trong khi hiện tượng này không có ở Việt Nam ngày nay. Kinh tế Venezuela đã sụp đổ vì lệ thuộc về dầu mỏ, trong khi kinh tế Việt Nam không lệ thuộc ở mức như vậy và đang tăng trưởng tốt. Thứ ba, chưa có dấu hiệu gì cho thấy một nền dân chủ đa đảng sẽ được thiết lập ở Venezuela. Một mặt, ông Guaido đang lên bằng một cuộc đảo chính có sự hỗ trợ từ nước ngoài, chứ không phải bằng một cuộc bỏ phiếu dân chủ. Mặt khác, vì Mỹ đã công nhận ông Guaido là tổng thống, trong khi ông Maduro vẫn giữ lực lượng vũ trang, Venezuela có thể rơi vào tình trạng chiến tranh, bạo loạn, bị Mỹ và Nga xâu xé như ở Syria, chứ chưa chắc đã có một kết thúc có hậu. Trong cả về tinh thần lẫn tài chính, hầu hết người Việt Nam đang muốn xây dựng một quốc gia có thực lực và tự làm chủ vận mệnh của mình. Vì vậy, chúng ta có mọi lý do bình thản quan sát các cuộc đảo chính ở Venezuela thay vì lên đồng trước các diễn biến này như giới dân chủ.